em khi dán cái cường lực vô quay nó có bị thì dán cái này nè. Cái này 720, còn cái này nó bay là 480. Cái này chậm một chút xíu nhưng mà nó nét hơn, nét hơn nhiều. Nét lắm, rõ lắm. Nên mình quay bao lâu cũng được hả? Lá kiếm được thì cho mẹ lét như thế này mà nó chậm một chút xíu nhưng mà nó nét hơn, nét hơn nhiều, nét lắm, rõ lắm. Nên mình quay bao lâu cũng được hả? Quay bằng lá kiếm được thì cho mẹ lét như thế này mà nhìn chữ H thì camera. Đầu tiên là mình muốn dừng thì mình bấm tắt lại dừng hết. Hiện tại mình đã livestream được 40 giây rồi đây, và cái video các bạn đang xem thì nó sẽ nằm ở trên kênh YouTube này.